Dù gì cũng xa nhau rồi, ngày nào chiếc hôn bao đêm giá rời, giờ đã hết rồi, chẳng còn hơi ấm trên đầu môi. Người yêu hỡi, giờ đây tiếng yêu phai phôi, chỉ còn những đêm cô đơn dối bời. Giọt nước mắt rơi lặng nghe dòng thời gian trôi. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa, nếu anh không còn gì để phân vân. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng coi như mình kết thúc êm đềm. Tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh YouTube của mình ha. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà cách đệm hát bài hát Người hãy quên em đi của ca sĩ Mỹ Tâm. Thì trong cái video lần trước á, mình đã hướng dẫn cho cả nhà các hợp âm trong cái bài hát này. Thì sẽ bao gồm hợp âm rê thứ nè, hợp âm son thứ, hợp âm đô trưởng, hợp âm pha trưởng, hợp âm si trưởng giáng, hợp âm mi trưởng và hợp âm la trưởng. Thì trong đây có phần điệp khúc thì nó sẽ có cái phần la thứ nữa, nhưng mà hợp âm la thứ thì quá dễ rồi ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đệm điệu bossa nova cho cái bài hát Người hãy quên em đi. Thì cái điệu này nghe tên nó cũng hơi lạ lạ đúng không? Đó giờ mọi người nghe, chắc mọi người nghe hay mấy cái điệu như là Boston nè ha, điệu slow, slow rock, điệu van đồ này nọ, chứ cái điệu này thì mọi người ít khi nào mà nghe tới đúng không? Thì nói chung là cái điệu này nó cũng có cái giai điệu nó cũng khá là lạ và nó cũng hơi khó một tí xíu. Nhưng mà yên tâm đi, mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đệm bài hát Người hãy quên em đi ha, với điệu bossa nova. Đó, cái tên mình sẽ ghi ở trên cái màn hình mà không biết là mình đọc có đúng hay không nữa. Kiểu tiếng Anh có mấy phiên âm là mình đọc bao nhiêu đó thôi à, chứ mình cũng không biết có đúng hay không nữa. Bây giờ thì đầu tiên cái tay trái của mình sẽ là cái tay bấm hợp âm, và mình sẽ đặt vào hợp âm rê thứ đi ha, hợp âm rê thứ cho nó dễ. Rồi cả nhà nhìn nha, bây giờ mình sẽ làm thật chậm nha. Đầu tiên là bass, rồi mình sẽ bấm cùng một lúc ba dây dưới, rồi lần lượt nè, bát bát móc, bát móc bát bát. Đánh nhanh thì nó sẽ như thế này. Và lưu ý là cái nhịp đầu tiên, cái nhịp thứ nhất và nhịp thứ hai là nhịp bass này nè, bass với lại móc á, thì mình sẽ dừng, mình sẽ cách nó hai cái nhịp đó nó sẽ cách nhau khoảng chừng 0,5 giây cho tới 1 giây, 1 giây là cũng hơi bị lâu quá nè. Có nghĩa là ba nhịp sau cái bài, cái điệu này nó sẽ bao gồm 5 nhịp, thì ba nhịp sau nó sẽ đánh liên tục. Còn hai nhịp đầu thì nó sẽ cách nhau khoảng 0,5 giây như thế này nè. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Đó, rồi sau cùng, sau khi mà mình đánh tới nhịp thứ 5 mình sẽ, đó, mình sẽ gập sơ cái mấy ngón tay như thế này nè. Đó, mình sẽ đó. Đánh không như vậy thì cả nhà sẽ thấy rất là dễ, nhưng mà sau khi mà kết hợp với lại lời bài hát á, thì cả nhà sẽ hơi rối một tí xíu, do là cái nhịp này nó hơi khó. Nói chung là mình chỉ bị khó cái là kiểm soát nhịp so với cái lời bài hát thôi.
Cho nên là có một cái video là mình đã cũng đã nói với cả nhà là đầu tiên nếu như mà muốn ghép một cái giai điệu nào đó vào bài hát thì đầu tiên cả nhà phải làm quen với giai điệu đó, phải học thuộc cái giai điệu đó. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu học thuộc cái lời, cái hợp âm kèm với lại cái lời bài hát. Ví dụ như nghe cái lời bài hát, nghe cái chữ đó sẽ nhả hợp âm nào, đó mình sẽ nhớ nghe cái chữ đó. Cho tới lúc đó thì mình chỉ đánh vô thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi cái dòng hợp âm cũng như là phần intro của bài hát này luôn ha. Rồi mình sẽ để cái vòng hợp âm ở trên cái màn hình. Đầu tiên thì trong cái video lần trước á, mình đã nói với cả nhà là đã làm quen với cái dòng hợp âm này rồi. Thì cái dòng hợp âm này cũng chính là cái phần intro luôn nè. Đầu tiên là hợp âm re thứ. Kế tiếp là hợp âm son thứ. Hợp âm đô trưởng. Hợp âm pha trưởng. Hợp âm si trưởng dáng. Hợp âm son là lầm dòng lại hợp âm son thứ. Rồi hợp âm mi trưởng. Rồi hợp âm la trưởng. Đó thì cái phần intro của mình sẽ đi tất hết một cái dòng hợp âm như thế vậy ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đàn cái dòng hợp âm đó kèm với lại cái điệu bossa nova này ha. Và mình sẽ đàn thật chậm để cho cả nhà đàn theo cùng mình ha. 1, 2, 3, 4, 5. Thì cứ mỗi lần mà cả nhà đập như thế này, đây, để cái điệu đó thì nó là như vậy, nhưng mà khi mà chuyển hợp âm á thì cả nhà thấy thêm cho mình một nhịp lên như thế này nữa nha. 1, 2, 3, 4, 5 đập lên. 1, 2, 3, 4, 5 đập lên. Lên đập xuống vậy nè. Cả nhà đập cái tay xuống xong rồi cái ba cái ngón tay của mình nè sẽ giống như là sẽ chuẩn bị vô cái tư thế móc lên nè ha. Vô cái ba dây này luôn. Cả nhà nhìn kỹ cái tay phải của mình nha. Đập xuống rồi, cả nhà nhìn nè, ba cái ngón tay của mình nó gần ngay cái ba cái dây cuối. Nói chung là cả nhà đập sao mà cho cái ba cái ngón tay của mình nó sẽ nằm gần ở ba dây cuối để mình làm cái thao tác móc lên nó thật là nhanh. Ví dụ như thế này. Bắt đầu mình sẽ chuyển qua từ re thứ sang hợp âm son thứ nha. 1, 2, 3, 4, 5 đập móc. Lại nha. 1, 2, 3, 4, 5 đập móc. Cả nhà theo kịp không ta? Cố lên nha. Nói chung là khi nào mà cả nhà làm quen rồi thì cả nhà sẽ thấy cái này nó khá là dễ. Và cái điệu này nó lạ lạ. 1, 2, 3, 4, 5 đập móc. Rồi chuyển qua hợp âm son thứ. 1, 2, 3, 4, 5 đập móc. 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 Xem á. 1, 2, 3, 4, 5 đập móc. Rồi chuyển qua học âm son thứ. 1, 2, 3, 4, 5 đập móc. Đô trưởng.
Rồi, mình làm lại một lần nữa cho cả nhà nha. Đây, hợp âm re thứ qua hợp âm son thứ. 1, 2, 3, 4, 5, đập. Rồi, cái ngón tay của mình khi mà đập vô nhẹ vô đây thì đập nói chung là cả nhà canh mà đập sao mà tự nhiên ba cái ngón này của mình á, ba cái ngón này, ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út của mình á, nó sẽ nằm gần ba cái dây cuối cùng, dây số 3, dây số 2, dây số 1. Đập như thế này. Thấy không? Như vậy thì nó mới nhanh. Rồi, sau khi lên móc lên vậy, chuyển tay qua học âm son thứ. Và bass sẽ là dây số 6 nha cả nhà. Nhắc lại cho cả nhà nhớ là hợp âm tên gì thì dây bass của nó sẽ là cái nốt đó. Ví dụ hợp âm re thứ thì dây bass của nó sẽ là nốt re, dây số 4. Hợp âm son thứ sẽ dây bass của nó sẽ là nốt son, là ngay chỗ này nè. Là có nghĩa là cả nhà đặt tay vô hợp âm son thứ như thế này thì cái bass của nó sẽ là dây số 6, là chính là nốt son đó. Hợp âm đô trưởng thì bass là nốt đô, nó nằm trong ngay cái thế bấm của mình luôn á. Cho nên là cả nhà để ý. Ví dụ như mà cả nhà bấm một cái thế hợp âm nào đó, xong cả nhà để ý coi trong nội trong cái dây số 6, dây số 5 và dây số 4 thì nó sẽ là cái gì, nó sẽ là cái nốt bass. Ví dụ hợp âm đô trưởng là nốt đô ở đây nè, nốt đô ở dây 5. Hợp âm pha trưởng sẽ là nốt pha ở dây 6. Khi mà mình chặn như thế này là mình đã bấm nốt pha luôn rồi, là ngay dây 6 nè ha. Hợp âm si trưởng dáng thì lúc mà mình chặn, mình cũng chặn ngón 1, nhưng mà cái dây bass của nó sẽ là dây số 5. Có nghĩa là mình cũng đã bấm luôn rồi đó. Là ngay đây nè, đó, đây là nốt si. Si dáng á cả nhà. Si ở đây là si thường, đây là si dáng. Rồi, cấu tạo những cái nốt dáng hay là thăng như thế nào thì mình sẽ nói trong một cái video nào đó để cho cả nhà hiểu ha. Đây, gọi là nốt si dáng, có nghĩa là mình cũng đã bấm trong cái ngón 1 rồi đó. Mi trưởng thì dây bass sẽ là nốt mi, dây buông số 6. Rồi, la trưởng sẽ là dây bass là nốt la, dây buông số 5. Rồi, để mình nói luôn để cả nhà đỡ thắc mắc là mình bấm dây bass ở đâu. Làm lại nha. Rê thứ nè. 1, 2, 3, 4, 5, đập, móc. 1, 2, 3, 4, 5, đập, móc. 1, 2, 3, 4, 5, đập, móc. 2, 3, 4, 5, đập, móc. Son thứ lại. 1, 2, 3, 4, 5, đập, móc. Mi trưởng. 1, 2, 3, 4, 5, đập, móc. 1, 2, 3, 4, 5, đập, móc. Rồi, đó chính là dòng hợp âm cũng như là cái phần intro của cái bài hát Người Hãy Quên Em Đi. Rồi mình sẽ đánh sơ qua cho cả nhà xem ha. Bài học ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây thôi. Hôm nay thì mình chỉ hướng dẫn cho mọi người nhiêu đó thôi. Tại vì mình sợ hướng dẫn nhiều quá thì mọi người sẽ không có nhớ kịp, nhớ nhiều được. Thì tổng kết lại bài học ngày hôm nay, mình đã hướng dẫn cho mọi người. Thứ nhất là điệu Bossa Nova này, một điệu hoàn toàn mới trong cái kênh YouTube của mình. Mình chưa có hướng dẫn cái điệu Bossa Nova này lần nào. Và tất nhiên thì mình sẽ tìm kiếm những cái bài hát sử dụng điệu Bossa Nova này để cho mọi người tập luyện nhiều hơn, để cho mọi người quen với cái điệu này, để ví dụ mày ra ngoài mà người ta kêu đàn cái là mình đàn được liền. Cái thứ hai nữa là mình đã giống như là mình đã kết hợp để hướng dẫn cho mọi người cái phần intro của bài hát Người Hãy Quên Em Đi luôn. Thì mọi người đàn cái điệu Bossa Nova này theo cái dòng hợp âm mà mình đã ghi sẵn trên cái màn hình á. Đó, thì cứ đàn theo cái dòng hợp âm đó thì mọi người đã tạo ra một cái intro cho bài hát Người Hãy Quên Em Đi rồi. Bây giờ thì video ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem và theo dõi hết video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Nhớ nhấn chia sẻ và để lại comment ở phía dưới nữa. Và mọi thắc mắc về những cái bài học của mình thì mọi người có thể comment ở phía dưới và mình sẽ giải đáp, hoặc là mình sẽ tổng hợp lại và làm một cái video riêng. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.